Những dòng thông tin nổi bật trên các trang báo sẽ tiếp nối chương trình ngày mới sáng nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, liên quan đến thị trường bất động sản, báo Dân Trí có bài viết cho rằng giới chuyên gia và nhiều người dân đang đặt kỳ vọng chờ việc Quốc hội thông qua luật đất đai sửa đổi. Trước đó là các luật về kinh doanh bất động sản sửa đổi, nhà ở sửa đổi, tổ chức tín dụng sửa đổi. Cùng với việc ban hành nhiều văn bản tạo nền tảng pháp lý thì sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng sẽ trở thành động lực cho thị trường bất động sản khởi sắc và phát triển bền vững. Để thị trường bất động sản khởi sắc, báo Dân Trí đề xuất nhiều vấn đề quan trọng cần giải quyết hiện nay như tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở dành cho người thu nhập trung bình và thấp, tháo gỡ bất cập trong quy định về thuế đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang. Thưa quý vị, kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả thì tăng lương mới có ý nghĩa là quan điểm của báo Lao động. Trong bài viết của mình, báo Lao động cho rằng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, chính phủ sẽ tiến hành cải cách tiền lương theo nghị quyết 27 của Trung ương Đảng. Những niềm vui đến với cán bộ công chức viên chức người lao động khi được tăng lương lại đi liền với nỗi lo tăng giá. Theo báo Lao động, để việc tăng lương thực sự có ý nghĩa nâng cao đời sống cho người lao động, việc phải làm là kiềm chế được lạm phát và bình ổn giá cả. Để làm được điều này, nhà nước cần tăng cường tuyên truyền vận động người dân không lợi dụng tăng lương để leo thang giá cả hàng hóa. Người dân cần quay lưng với mô hình bán hàng nói thách, tìm đến với cửa hàng siêu thị có giá cả rõ ràng hợp lý. Việc tuyên truyền vận động người dân không lợi dụng tăng lương để tăng giá phải đi liền với thanh tra, kiểm tra thị trường. Việc niêm yết giá cả hàng hóa phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Đó không chỉ là văn minh kinh doanh mà minh bạch thị trường. Bao giờ hết khổ vì sim rác là tiêu đề bài phản ánh trên báo Thanh Niên về vấn nạn sim rác hiện nay. Theo bài viết, những ngày qua không ít người dùng điện thoại di động lại lo lắng mất thời gian khi các nhà mạng sắp triển khai chiến dịch rà soát người đứng tên từ 4 SIM trở lên dành cho thiết bị di động nhằm đảm bảo SIM được sử dụng đúng người đã đăng ký. Báo Thanh Niên cho rằng việc càn quét SIM rác được hầu hết người dân ủng hộ. Tuy nhiên, song hành với các đợt càn quét SIM rác, nhiều người dùng điện thoại di động phải tốn thời gian để đăng ký thông tin nhằm chứng minh SIM chính chủ rồi cập nhật chuẩn hóa dữ liệu thuê bao. Theo báo Thanh Niên, sự thiếu trách nhiệm hay quản lý kém hiệu quả của các nhà mạng là không thể chối cãi. Người dùng đã tốn tiền trả cho nhà mạng rồi còn bị làm phiền, còn bị khổ vì trách nhiệm của nhà mạng. Do đó, đã đến lúc Bộ Thông tin Truyền thông cần có những biện pháp trừng phạt nặng hơn nữa với các nhà mạng, bởi những khoản phạt vài trăm triệu cũng không hiệu quả. Có như thế, người dùng điện thoại di động mới hết khổ vì sim rác. Thưa quý vị, theo quy định hiện nay, dịch vụ bưu chính chỉ giới hạn trong hoạt động vận chuyển thư, gói, kiện hàng truyền thống. Điều này đang tạo ra rào cản cho sự mở rộng đa dạng dịch vụ bưu chính trong thực tế. Trên báo Vietnamnet, đại diện đơn vị giao hàng tiết kiệm cho rằng Bộ Thông tin Truyền thông cần sớm sửa đổi khái niệm bưu chính theo hướng mở rộng hơn để tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển đa dạng bền vững của thị trường bưu chính. Trong bài viết của mình, báo Vietnamnet phân tích, trong bối cảnh thương mại điện tử bùng nổ, nhà nước cần bổ sung vào luật bưu chính các quy định về hoạt động bưu chính phục vụ thương mại điện tử, bao gồm cả thương mại điện tử xuyên biên giới, hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính của các sàn thương mại điện tử, vân vân. Bởi hiện tại có tình trạng người mua hàng và người bán hàng trục lợi bằng các phương thức như đặt hàng ảo, băm hàng, dẫn đến tổn thất chi phí cho các doanh nghiệp vận chuyển. Trong khi đó, luật bưu chính 2010 chưa có chế tài đối với người sử dụng dịch vụ bưu chính trong những trường hợp này.